Kính chào quý khán thính giả, kính chào luật sư Jennifer Lê. Chào anh Mai Tuấn. Cảm ơn luật sư Jennifer Lê rất nhiều, trời nóng như thế này mà còn đến đây để giúp quý khán thính giả những kinh nghiệm phải nói là rất thực trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Mua bán trên online cũng như thế là bị lừa nhiều lắm, hoặc là chính chúng ta nhiều khi nó không, tôi hiểu cái trường hợp mà luật sư sắp sửa trình bày với quý khán thính giả nó cũng gần tương tự, nhưng mà chúng ta phải cẩn thận các bạn ạ. Dĩ nhiên. Để xin mời luật sư. Dạ, cảm ơn anh Mai Tuấn. Thì chắc quý vị cũng nghe về nhiều case là có người nào bán hand sanitizer hay là mask hay là món đồ gì, nhưng mà rốt cuộc người đó bị phải trả cái số tiền rất là cao hơn cái giá trị của cái món đồ đó, hay là cái món đồ này bị ăn cắp. So có rất là nhiều problem, trường hợp lúc mà đi mua online. Thì hôm nay tôi muốn kể về một thân chủ của tôi mới nhờ tôi đại diện, cho nên tôi không biết tất cả cái information, nhưng mà tôi muốn chia sẻ tại vì tôi biết rất là nhiều quý vị bán hay là mua đồ ở trên eBay hay là Facebook Marketplace, Craigslist, cho nên tôi muốn chia sẻ về cái vụ này. Thân chủ của tôi người Việt Nam, 47 tuổi, có gia đình mà cũng có học, chưa bao giờ bị bắt về tội gì hết. Mà cũng 2 năm rồi là thân chủ bắt đầu có một cái business là đi mua món đồ về speaker, audio equipment trong thường thường cái chỗ offer up là used. Tất cả cái món đồ mà thân chủ mua đó là đã dùng rồi, không phải mới. Rồi cái xong thân chủ mua cái món đồ đó rồi đi đăng lên trên eBay rồi bán. Cái đó là cái business của thân chủ. Thì cũng rất là, cái thương mại đó rất là lucrative, là thành công. Thì thân chủ mới xảy ra là thân chủ đi mua một cái speaker, mà cái speaker này là cũng rất là mắc tiền, là nếu mua brand new là khoảng 15.000 đồng. Mà thân chủ mua cái này á, là trong cái chỗ offer up, là cái chỗ đó là cái gì cũng used. Thì thân chủ mua cái món đồ đó là khoảng 3.000 đồng. Thì thân chủ đi gặp người đó, trả tiền đàng hoàng, nhận được cái speaker, rồi bắt đầu là đăng lên trên eBay, định đi bán cho người nào mà chịu mua. Thì có một người buyer bắt đầu communicate với thân chủ trên eBay rồi hỏi câu hỏi. Rồi thân chủ đăng cái này hình như là 8.000 đồng. Mà người mà muốn mua đó là email rồi chịu mua hình như là 10.000 đồng. So chịu mua cao hơn cái giá mà thân chủ đòi bán. Oh. Yeah. Tức là có thể họ biết giá trị nó tốt hơn. Đúng rồi. Nhưng mà tại vì thân chủ không phải là đăng lên cái giá cao, nhưng mà người customer đưa giá cao lên. Đưa cái giá cao hơn. Thì thân chủ cũng rất là vui vẻ tại vì sẽ được lời cao hơn là họ định. So after hai người negotiate rồi chọn một cái ngày, một cái chỗ cho gặp nhau, thì thân chủ thường thường là cho người đó tới nhà của thân chủ cho họ thấy là cái món đồ này không phải hư nhưng mà thật. Nhưng mà người này quyết định nhất định là muốn gặp trong một cái parking lot, trong một cái supermarket. So thân chủ đồng ý đi tới đó rồi đem cái món đồ. Lúc mà tới đó là cảnh sát bắt. Cảnh sát bắt. Nghĩa là người mà mua đó là cảnh sát, là undercover. Nghĩa là cái món đồ đó là thân chủ không hay là đã bị ăn cắp. Lúc mà thân chủ mua đó là thân chủ không có hay là cái món đồ đó đã bị ăn cắp rồi. Xin lỗi luật sư nhé, tức là cái người bán cho thân chủ của luật sư không nói là đồ đó là đồ ăn cắp. Đúng rồi, cho mà nên mình không biết là phải người đó ăn cắp hay là người đó mua từ người khác mà đã ăn cắp. Không có thể nào mà biết được. Nhưng mà the important thing là tại vì cảnh sát đang kiếm cái serial number trong cái món speaker này, mà thân chủ rất là thật thà đâu có biết là cái này là bị ăn cắp. Cho là nên cắp. Để cái serial number đàng hoàng nữa. Cho nên cảnh sát tìm quá dễ. So cảnh sát bắt thân chủ, rồi dĩ nhiên giữ cái món đồ đó, rồi phỏng vấn thân chủ. Thì thân chủ lúc đó là đâu có luật sư đâu. Thì sau khi tôi, là vợ của thân chủ gọi tôi mà hơn là tại vì bây giờ COVID, họ không muốn cái tù bị nghẹt. Là thân chủ được zero bail, không cần đóng tiền đi ra tù. Nhưng mà ở một ngày đã sợ rồi.
Ok. So Thanh chủ đã nói chuyện với cảnh sát lúc sau khi bị bắt, mà Thanh chủ nói rất là thật thà, nói là tôi mua cái này trong một cái site, tôi không có thể nào mà biết là cái này là bị ăn cắp, mà tôi đăng lên, tôi có một cái business, tôi bán rất nhiều món đồ chứ không phải một mình cái này, mà cái này là tôi đã trả tiền sắp sửa 3,000 chứ đâu phải là cái đồ rẻ mà tôi nghĩ là ai ăn cắp. Thì Thanh chủ nói rất là thật thà với cảnh sát, thì dĩ nhiên cảnh sát đã nghĩ là Thanh chủ ăn cắp cho nên mới làm có operation này, mới làm undercover rồi cái xong đi bắt Thanh chủ. Theo cái gì mà Thanh chủ kể cho tôi nghe, tôi feel rất là confident là tôi sẽ bãi cái tội này được. Tại vì thứ nhất là Thanh chủ đã làm cái này 2 năm rồi. Dĩ nhiên tôi sẽ gom lại tất cả các transaction Thanh chủ đã làm việc với nhiều một người chân tình. Đúng rồi, đã mua nhiều cái món đồ rồi đi bán, mà không phải là Thanh chủ có một cái pattern, có một cái history là đi mua mấy đồ rất là rẻ rồi đi bán rất là tốn tiền, rất là mắc tiền. Giống thí dụ Thanh chủ đi mua cái này 200 đồng mà đi bán cái này là 5,000 đồng, dĩ nhiên là mình biết là cái này là không phải là cái đồ thật thà, right? So mình sẽ also show trên eBay là không có người nào mà đi kiện, complain, đi thưa. Tại vì Thanh chủ đã làm 2 năm rồi cho nên có một cái reputation rất là tốt. Nếu Thanh chủ đã không có một cái history on cái website mà đi mua đó, là có thể là mình bị một cái problem. Nhưng mà trong trường hợp này đã có history mà trả sắp sửa 3,000, mà mình có thể là mình sẽ point out là cảnh sát là người mà tăng lên cái giá luôn, right? Chứ không phải là Thanh chủ đòi là bán tới 10,000 đồng. Right. So, that có rất là nhiều điểm là có thể là mình cãi là Thanh chủ không có hay. Tại cái tội này á, cái tội là possession or receiving stolen property, nghĩa là mình biết là cái món đồ này đã bị ăn cắp mà mình vẫn giữ, right? Nếu mình biết cái này là bị ăn cắp, một là mình đừng có mua, hai là mình đi báo cho cảnh sát, right? So mình feel rất là confident là mình trong cái tội này là có biện lý, không có bằng chứng là Thanh chủ biết là cái món đồ này bị ăn cắp. Yeah. Và thưa luật sư Jennifer Lê, cái hay ở cái chỗ là luật sư biết rằng ông này có cái record tốt trong 2 năm đã làm và không có những chuyện gian bẩn đúng như rồi. Vậy. Và cái thứ hai như luật sư nói là cảnh sát hữu ý gài, theo kiểu Việt Nam là gài, cho nên là entrapment, giống entrapment là gài đấy, và mình làm cái trap để cho tăng giá. Thì đương nhiên là chuyện bình thường, mua bán thuận mua vừa bán. Nếu có người nào đòi mua 2,000 hơn, tại sao mình tránh người đó làm chi, right? Đúng vậy. Right, tiền của họ mà. Cái chỗ này là tôi là người Việt Nam, luật sư cũng là người Việt Nam, nhưng mà Mỹ con rồi, thành ra Việt Nam có câu idiom, có câu mà tôi nhớ đã có lần tôi nói một luật sư nói được. Anh Mai Tuấn nói Việt lại. Nó nói sao? Ông bà mình nói là tình ngay mà lý gian. Là nghĩa sao? Tình thì ngay, mà ngay tức là ngay thẳng. Immediately, Nhưng mà lý tức là reason. Uh-huh. Thì là you fraud, you gian. Tình ngay mà lý gian là như vậy. Okay. Đúng không? Yeah, đúng. À, đúng. Đó là câu ca dao Việt Nam đó. Và như luật sư, cái hay của luật sư Jennifer thấy một cách rất là rõ, là nhìn rõ được những cái khía cạnh cần thiết để có thể đưa đến cái kết luận vì vậy mình có thể thắng được dễ dàng, các bạn. Đấy, mà thật sự là cần để minh bạch. Mà Thanh chủ dĩ nhiên chưa bao giờ bị bắt mà 47 tuổi thì đã ở trong tù một ngày, có học nữa mà ở trong tù một ngày là đã sợ quá rồi. Mà tôi nói dù có tội tôi cũng không cho anh đi vô tù. Mình feel rất là confident nhưng mà tôi sẽ bãi cái tội này cho nên đừng có lo về tù. Nhưng mà cái case này rất là quan trọng tại vì tôi biết rất là nhiều người đi bán, đi mua đồ trên online market. Phải cẩn thận. Tôi giải thích cho Thanh chủ là từ bây giờ tới whenever, là trước khi mua, lúc nào cũng phải để are you the owner of this property. Rồi phải coi cái giá trị, phải biết là cái giá trị này phải liên hệ với cái value của món đồ đó không. Nếu mình biết cái speaker này thường mấy ngàn đồng mà người này bán 50 đồng, đừng có đụng là nó. Ăn cắp rồi. Chắc là ăn cắp. Chứ ai mà đi bán rất là rẻ nếu cái này là mấy ngàn đồng, right? Mà tôi thấy rất là nhiều case như vậy. Dĩ nhiên đừng, it's not worth it. Don't touch it. Không có gọi là không có xứng đáng để có thể mà. Đúng vậy. Cảm ơn luật sư Jennifer Lê và thưa quý khán giả, đây là một
trường hợp mà là thân chủ của luật sư là người Việt Nam đấy, một người có học, 47 tuổi, cả hai vợ chồng như là chú, hai vợ chồng thì mà có đạo nữa, đấy, có đạo, có đạo Chúa, đạo nghĩa là chung là tôn giáo là tốt, đều tin là có một đấng thiêng liêng. Thì chúng ta hiểu rõ như luật sư vừa nói, chúng ta phải rất tỉnh táo, và đặc biệt là vấn đề mua bán những cái đồ mà không có giấy chứng tờ thì cẩn thận các phạm. Cảm ơn luật sư Jennifer Lê, chúc luật sư tiếp tục có những ngày đẹp dù trời nóng như thế này. Cảm ơn các bạn. Và xin quý khán thính giả chụp ngay lấy cái hình của luật sư Jennifer Lê với chúng tôi, vì trong đó nó có số phone của luật sư Jennifer Lê. Luật sư làm ở 5 tiểu bang, cái là có thể tranh cãi giúp chúng ta để thoát tù tội. 5 tiểu bang, xin lỗi, 5 quận, 5 quận, quận chứ. 5 quận của miền Nam, tại nóng quá. Nóng quá. Los Angeles, San Bernardino, Riverside, San Diego và Orange County. Mới hồi sáng đi San Bernardino. Right. Mới hôm nay đi nóng lắm. Và có một điều rất quan trọng quý vị ạ, là tôi đã nói đi nói lại nhiều lần, luật sư Jennifer Lee quen rất nhiều các quan tòa ở các nơi. Bởi vì đã làm cho phó viện lý quận Cam mười mấy năm, 16 dạ không, dạ không, 6 năm. 6 năm, 6 nhưng năm mà tôi là thành luật sư 21 năm rồi. Đúng, 21 năm rồi, quý vị nhé. Cho nên là những người mà tập sự hay là nói một cái khác, ta đã từng làm với luật sư Jennifer Lee trong phó viện lý hay là viện lý, thì là bây giờ là quan tòa dễ thôi. Luật sư đúng là ngồi quan tòa mà không thích các bạn. Có khi cũng có chứ, dĩ nhiên. Vâng, chúc luật sư một lần nữa tốt, và mong gặp lại tuần sau, và cũng xin được gặp lại quý vị trong chương trình lần tới.